Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là Olympic Paris 2024 sẽ chính thức diễn ra rồi. Có vẻ đây là một kỳ Olympic rất là thách thức đối với đoàn thể thao Việt Nam ạ? Vâng, chắc chắn đây là một kỳ Olympic đầy thách thức với thể thao Việt Nam, và chính bởi đây là một kỳ Olympic thách thức mà chúng ta hướng đến kỳ Thế vận hội năm nay mà không đặt ra một mục tiêu rõ ràng nào về mặt huy chương. Các vận động viên sẽ chỉ hướng đến Thế vận hội diễn ra ở nước Pháp với quyết tâm thi đấu cao nhất mà thôi. Thời gian qua thì các vận động viên của chúng ta đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Mỗi tuyển thủ thì đều có huấn luyện viên sát cánh đảm bảo công tác chuyên môn để đạt được kết quả tốt nhất tại Olympic Paris 2024. Để đạt được huy chương tại Olympic, các vận động viên thể thao Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các vận động viên mạnh trên toàn thế giới. Đấu trường ASEAN hay Olympic cho thấy sự phát triển của mỗi nền kinh tế của từng quốc gia, mà ở đó cần có sự đầu tư lớn để đạt được những tấm huy chương danh giá. Bên cạnh mục tiêu chính mang tầm Đông Nam Á và châu Á, thể thao Việt Nam cũng luôn hướng đến một khát vọng để có được kết quả cao nhất với đấu trường Olympic. Thật sự thì chúng ta đã biết thì đấu trường Olympic là một cái đấu trường rất là khó khăn. Đây là sự cạnh tranh quyết liệt của các nước, đặc biệt của các cái nền kinh tế lớn đối với thành tích của thể thao ở các đấu trường ASEAN và Olympic. Thành tích đó nó đánh giá được cái sự phát triển kinh tế xã hội của một đất nước, cũng như là nền khoa học tiên tiến, khả năng đầu tư, sự quan tâm của các nước đối với môn thể thao này. Thời gian qua, Cục Thể dục Thể thao đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư trọng điểm cho 14 môn thể thao Olympic trong năm 2024 để vận động viên đạt chuẩn. Tuy nhiên, việc duy trì và nâng cao thành tích ở đấu trường Olympic vẫn là một thách thức lớn đối với thể thao Việt Nam. Mặc dù trình độ giữa các vận động viên Việt Nam so với các tuyển thủ hàng đầu thế giới vẫn còn khoảng cách, song đoàn thể thao Việt Nam vẫn quyết tâm hướng đến mục tiêu giành huy chương tại kỳ Thế vận hội lần này. Thời gian từ giờ đến lúc thi đấu không còn nhiều. Hiện tại hầu hết các vận động viên của thể thao Việt Nam đều đã hoàn tất những khâu chuẩn bị về chuyên môn để bước vào các cuộc tranh tài sắp tới. Và để giúp cho các vận động viên của chúng ta có thêm những động lực hướng tới thành tích, thì chế độ đãi ngộ và tiền thưởng nếu giành huy chương đã được công bố rõ ràng. Theo Nghị định số 152/NĐ-CP năm 2018 của Chính phủ, mức thưởng cho vận động viên giành huy chương vàng Olympic là 350 triệu đồng. Huy chương bạc nhận 220 triệu và huy chương đồng là 140 triệu đồng. Bên cạnh đó, nếu phá kỷ lục Olympic, vận động viên được thưởng thêm 140 triệu đồng nữa. Đó là khoản thưởng cứng, ngoài ra còn nhiều khoản thưởng khác từ đơn vị quản lý tại địa phương, ngành, liên đoàn thể thao quốc gia, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành một huy chương vàng, một huy chương bạc tại Olympic Rio 2016 ở Brazil đã nhận được các khoản thưởng ước tính lên tới tiền tỷ. Trước Olympic 2024, Ủy ban Olympic Việt Nam và Quỹ Chiến lược Thể thao Quốc tế của Hàn Quốc đã công bố treo thưởng cho vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Paris 2024 được thưởng 1 triệu đô la Mỹ là khoảng 25 tỷ đồng Việt Nam. Mức thưởng cho huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt là 500.000 đô la Mỹ và 200.000 đô la Mỹ. Cho đến lúc này, một số liên đoàn thể thao Việt Nam cũng đã treo thưởng cho các vận động viên giành được huy chương tại Olympic 2024. Trong nhiều giải đấu quốc tế gần đây thì Huy Hoàng thường là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên năm nay kỳ ngư này sẽ không tham dự buổi lễ khai mạc Olympic và thay vào đó Huy Hoàng sẽ tập luyện tại Hungary tới sát ngày thi đấu trước khi di chuyển sang Pháp để tranh tài. Lúc này Nguyễn Huy Hoàng vẫn đang tập luyện tại địa điểm quen thuộc nhiều năm qua tại Hungary. Thông số thành tích của kỳ ngư này được ban huấn luyện theo sát và có những điều chỉnh thích hợp trong tập luyện sao cho điểm rơi phong độ sẽ rơi đúng vào những ngày tranh tài ở hai nội dung là 1.500m tự do và 800m tự do tại Olympic Paris. Theo kế hoạch, Nguyễn Huy Hoàng sẽ chỉ di chuyển từ Hungary sang Pháp vào ngày 26 tháng 7 trước ngày khởi tranh môn bơi tại Thế vận hội một ngày. Như vậy, Huy Hoàng sẽ không tham dự lễ khai mạc Olympic Paris cùng đoàn thể thao Việt Nam. Khi Olympic đã cận kề thì nhiều vận động viên của thể thao Việt Nam cũng đã lên đường sang Pháp để chuẩn bị cho những cuộc tranh tài đầy thách thức sắp tới. Sau Nguyễn Thị Thật môn xe đạp, Hoàng Thị Tình môn judo, Ánh Nguyệt và Quốc Phong môn bắn cung, thì hôm nay thêm những thành viên của đoàn thể thao Việt Nam dự kiến cũng sẽ có mặt tại Paris. Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền cùng các thành viên ban huấn luyện của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có mặt tại Paris vào chiều tối nay theo giờ Việt Nam. Cả hai di chuyển thẳng từ Hungary sang và lẽ ra đã có mặt tại làng vận động viên ngày hôm qua nếu chuyến bay của hai xạ thủ này không bị hoãn một ngày.
Trong khi đó, đội tuyển canoeing Việt Nam gồm vận động viên Nguyễn Thị Hương và huấn luyện viên Lưu Văn Hoàn sẽ lên đường muộn nhất so với các đội tuyển của thể thao Việt Nam. Cụ thể, hai thầy trò sẽ lên đường sang Pháp vào ngày 26 tháng 7. Hiện tại, Nguyễn Thị Hương vẫn đang tập luyện tại trung tâm đua thuyền Hải Phòng với những giáo án của ban huấn luyện. Cô sẽ tập với các vận động viên nam của đội tuyển nhằm nâng cao thành tích. Tại Olympic Paris, Nguyễn Thị Hương sẽ thi đấu nội dung thuyền đơn nữ C1 200m. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8. Tấm vé của Nguyễn Thị Hương tới Olympic Paris chính là tấm vé chính thức đầu tiên của canoeing Việt Nam từ trước đến nay. 20 năm trước, tấm vé của Olympic Athens 2004 của vận động viên canoeing Đoàn Thị Cách theo suất đặc cách.